Ông cánh này ông ấy cứ bấu trên cái đỉnh lồng này các bác. Ông cánh này cũng bắt đầu bắn cườm rồi các bác. Ông cánh này rất là đẹp dài luôn đấy các bác ạ. Đấy, quay cho các bác nhìn rõ cái độ lì lợm, độ dữ dằn của nó nhá các bác nhá. Phấn hồng. Con này thì cực kỳ to các bác ạ. Siêu to luôn. Đó. Hay đâu đó. Đấy. Đây, cho bộ dây điện mình nhìn cho nó đã. Đấy. Nhìn cho nó rõ. Đấy, ui giời, dữ chưa? Quay con chim là thấy tự hào luôn, tự tin luôn. Đó, đây. Chân đây. Móng đây. Đó. Khóe mắt. Đây. Sắc nhá, từ cái phần mắt đến cái phần phần mỏ này là nó tạo thành một cái đường kẻ đen rất là rõ nét. Cườm là cườm rắc, cườm hạt nhỏ. Phấn hồng. Phao là phao xám. Đấy. Đấy, đầu là nếu mà nhìn cái lúc này là nó còn bé, nó còn trẻ con, nó chưa chưa già chim, nó già chim thì nó sẽ xanh xanh ở cái đỉnh chóp mũ cối này. Gọi là đầu xanh phao xám, ngực hồng, chim cu Bắc Bộ xứng lồng vàng son. Đấy. Các bác nào chơi một con thì không nên bỏ qua cái clip 28 này. Đó. Clip 28 này. Đó. Em để giá công khai 1 triệu. Chim trống âm thổ đồng. Đấy các bác. Từ giờ đến Tết thì em sẽ chia cho các bác khoảng tầm một chục con cái dòng này. Đó. Nó chỉ khó khoảng chục con thôi. Đấy, anh em nào mua trước là hết. Còn lại chim cái em sẽ bán thanh lý cho một cái đơn vị. Nói thật với các bác là bán rất rẻ. Cái số chim cái mà em bán cho cậu ấy, nó chỉ nhỉnh hơn so với chim thương phẩm khoảng 50.000 một đôi thôi. Đấy. Nhưng mà chú cái bác ấy thì bác ấy kiểu như là không quan trọng. Cứ gọi là ăn được là được. Không tật lỗi cái gì là được. Đấy. Thế ra là lâu lâu thì cứ phải để cho bác ấy một bu. Bởi vì mình bán hết chim đực rồi thì chim cái thì nuôi mãi thì nó cũng phải tồn lên chứ. Để lại thì cũng chỉ phần nào thôi. Nhưng mà mình đã có cái phần lời, phần công của mình ở với những con chim đực này rồi. Nói thật với các bác là như thế. Đấy, kinh doanh mà. Thì chả ai gọi là âm mà thiệt mà lại cứ duy trì mãi được cả. Đấy, bây giờ em sẽ động chạm để cho nó bay lượn một chút để cho các bác thấy được cái khí phách của con chim này. Đây. Khí phách của con chim này nó như thế nào thì các bác biết rồi. Đấy, đây. Em soi từng cái móng một. Đấy, từng cái móng một nhá. Không có một cái móng nào lỗi cả. Đấy, cườm thì đã bắn được gọi là một chút rồi. Đấy, mỏ dài. Nhìn dữ dằn. Đó. Lì lợm. Đây em cho nó bộ ngón tay này để cho nó ôm cầu. Nó ôm cầu thì các bác nhìn thì mới biết được móng nó có ôm cầu hay không. Đấy, thấy chưa? Con này thì nó vẫn là cái dòng phấn hồng, dòng làm nên thương hiệu kênh chim cu gáy. Nên các bác nhìn này, cái bả cánh của nó không có một lốt me, lốt đốm trắng nào cả. Đấy. Và khi con chim mà nó đã quen rồi, nó đã ổn định rồi thì nó rất là thuần. Đấy. Hai cái chóp cánh thì chéo nhau như kiểu cánh tiên đây này. Đây này, cánh tiên nhá. Đấy, đây cánh tiên. Chéo nhau. Lông đuôi thì cũng khá là đẹp. Đây, cổ chum. Đó. Đấy, mã số 28 1 triệu. Đấy. Tối hôm nay em sẽ lên cho anh em hai con chim đực khủng khiếp và một đôi chim khủng khiếp. Đó. Bác nào xem, thường thì em đăng video này thì bác nào có chốt thì cô chốt trước lúc 10 giờ cho em thôi. Chốt trước lúc 10 giờ đến 10 rưỡi là cùng. Còn không thì cả buổi sáng mai các bác chốt. Bởi vì em thường là đăng tối hôm nay thì là mai các bác xem ở kênh thì các bác chốt. Đấy. Kênh của em thì nó nói thật là nó rõ rồi. Vẫn bao năm nay, mười mấy năm nay em vẫn cứ gọi là quay và gửi, quay và gửi. Đâm ra khi mà video này em nó quay đến tầm khoảng 3-4 ngày thì các bác không nên gọi nữa. Tại vì là tầm 3-4 ngày là sẽ ra bán rồi. Đấy, thực tế là một ngày bán
ít cũng phải chục con chim, đâm ra là đôi khi cũng không có thời gian để mà quay hết lên kênh để cho các bác biết là gửi chim đi cho người nọ người kia hay là như nào cả. Thực tế mình quay mãi rồi, anh em họ biết mình thì mình cũng có trang trại hàng nghìn chim. Nếu mà không bán thì nuôi báo cô mãi thì cũng không được, mình bán thì thu hồi tiền thóc và thu thu hồi cái công của mình, cái mô hình kinh tế của mình. Đấy các bác nhá, mã số 28, con chim đực này đứng trần đứng cầu thoải mái luôn anh em. Đấy, cực kỳ là đáng đáng để chúng ta xuống tiền chúng ta chơi một con chim, chỉ cần một con như này thôi, không cần phải chơi nhiều, chơi miên man làm gì cả. Đây, rất là dữ dằn luôn đó. Đấy, anh này anh đứng nhiều quá anh mỏi, anh đứng anh mỏi, anh ngồi bệt xuống luôn này. Đấy, anh đứng nhiều mà anh mỏi. Đấy, chụp lại bưng này nó đẹp quá, cái tư thế con chim nó đẹp quá không thể cưỡng lại được, em đành phải phải chụp lại để gửi Zalo. Đấy các bác nhá, mã số 28, giá công khai 1 triệu, báo trống bao âm bao giọng bao không nai tạp không linh tinh. Đấy nhá, các bác nhìn cái mắt của nó, hai bên cái bi mắt của nó phải vồng ra như này thì nó mới là con chim trống các bác ạ. Nó hai nữa là cái khóe mắt này, sắc đen đậm. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, cái vệt đen kéo từ cái vành đỏ mắt ra đến cái mép của hai cái mỏ, nó rất đơn giản nhưng hiệu quả. Đấy các bác nhá, những con chim này là những con chim lẻ bán trước cho anh em, còn con chim mái, những con chim mái thì vào việc sau. Đấy, thực tế là để lại mái rất nhiều. Đó, đấy các bác nha, móng đây không lỗi tật gì. Ok, em xin kết thúc video tại đây. Hôm nay nó cũng hơi rét, có lẽ là cũng đi đi ngủ sớm, đảm bảo sức khỏe. Mình bán chim thì ngày nào cũng bán mãi mãi rồi. Anh em nào biết thì dùng. Ngày nào cũng chia sẻ những cái trang trại 1, trang trại 2. Những cái ô chuồng, những cái chuồng chim hàng 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 bao nhiêu con. Đây các bác bảo bây giờ đây. Những cái con chim nó là vú nuôi này, bác nào cần thì nếu mà đơn hàng là em sẽ gửi kèm được nhá. Các bác chốt như trong những cái đơn hàng tầm 1 triệu là em sẽ khuyến mại một đôi chim vú nuôi non. Còn đây là những chỗ này là ba đôi zin này. Ba đôi zin này thì nó mới cũng bón bón biết ăn rồi, bây giờ buông ra đây thì nó cũng ăn cứng cứng rồi. Đấy, ba đôi là nó ngủ ba góc khác nhau. Nó theo đôi của nó đấy các bác ạ. Đấy. Nên rất nhiều lắm. Đây. Rất nhiều. Bao nhiêu những là con chim đấy. Đây, chỗ này toàn còn toàn chim mái này. Đây. Mái này. Nó bầu bĩnh như trông nó mỏ nó ngắn chuẩn chuẩn này. Đấy. Đây, mỏ ngắn chuẩn chuẩn nó còn toàn chim mái, có dám quay đâu. Nhiều khi là đây, mỏ ngắn chuẩn chuẩn này. Đấy. Đấy. Nên là các bác nhìn thì biết là đấy, các bác nhìn biết là này. Đấy. Đây, đôi này đàn đôi con rất là khéo. Đấy. Thế thì chia sẻ với các bác là đấy, dữ dằn chưa? À, đi để kiểm tra xem là cái đôi này nó có mớm cho con nó không. Rét rét này phải ngó liên tục, không là nó không mớm thì phải chuyển sang con khác các bác ạ. Nhiều khi là nó à, nó mớm, nhìn con nào cũng no rìu này là nó mớm. Con này chứng tỏ nuôi khéo ghê, nuôi nuôi con khéo thật. Con nuôi khéo này lên giữ lại nhá, bởi vì nó làm cho mình, nó làm ra tiền cho mình, nó mang lại phát tài cho mình, mang lại sự thịnh vượng ổn định cho mình nuôi nó nuôi mình. Ok nhá, ngắn gọn vậy thôi. Một con chim như này các bác chần chừ gì nữa, chỉ cần một con các bác chơi lồng trần được nhá. Cam kết cho các bác âm giọng và sẽ bảo hành cho đến sự thoải mái nhất, bởi vì em còn nuôi chim ngày nào thì các bác còn sở hữu những chú chim hay ngày đấy. Và hứa hẹn các bác là năm 2024 này sẽ có ra rất nhiều giọng chim còi nhá. Bởi vì em thấy xu hướng của các bác chơi còi bây giờ rất nhiều. Đấy, cái dàn bố mẹ còi của em bây giờ bắt đầu đi vào ổn định. Bắt đầu ra con. Đó, thổ đồng hoặc thổ bầu đồng hoặc là đồng diều thì em là thương hiệu rồi. Các bác yên tâm. Đấy.
ngắn gọn vậy thôi. Rất là khoái nhìn con chim này, nhìn mãi không thấy chán luôn. Đây. Thuần không? Ấy. Thuần không? Ấy. Quá thuần luôn. Anh em nào chốt trước sở hữu trước nhá.